Chào các em, sau đây cô sẽ cùng các em trả lời câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 143 với đề bài như sau. Hóa thạch là gì? Nêu vai trò của hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử tiến hóa của sinh giới. Để trả lời được câu hỏi này, các em có thể xem lại lý thuyết mục 1 là mã, hóa thạch và vai trò của các hóa thạch trong nghiên cứu lịch sử phát triển của sinh giới, trang 140, sách giáo khoa sinh học 12. Để trả lời được câu hỏi này, chúng ta cần làm rõ hai ý. Thứ nhất, nêu khái niệm về hóa thạch. Và thứ hai, đó là nêu vai trò của hóa thạch. Lời giải chi tiết như sau. Thứ nhất, khái niệm về hóa thạch. Hóa thạch là di vật của sinh vật để lại. Đó có thể là xác của sinh vật được bảo quản nguyên vẹn, không bị phân hủy trong các lớp băng, trong hổ phách, hoặc những bộ xương, phần cứng của sinh vật được bảo quản trong đất đá hoặc những khuôn mẫu của sinh vật trong đá. 2. Vai trò của hóa thạch. Hóa thạch có ý nghĩa trong nghiên cứu về lịch sử phát triển của sinh giới, sự phát triển và tiến hóa của sinh vật. Cụ thể, thứ nhất, hóa thạch cung cấp những bằng chứng trực tiếp về lịch sử phát triển của sinh giới. Các nhà khoa học có thể xác định được tuổi của các hóa thạch để từ đó biết được loài nào có trước, loài nào có sau. Thứ hai, hóa thạch là bằng chứng trực tiếp nói lên mối quan hệ họ hàng giữa các loài đã chết với các loài đang sống. Như vậy, cô và các em đã vừa trả lời xong câu hỏi số 1, sách giáo khoa sinh học 12, trang 143.